Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Trump muốn bảo đảm thế kỷ tới sẽ không bị cai trị bởi Trung Quốc độc tài. Tại hội nghị hàng năm của phe bảo thủ Đảng Cộng Hòa gọi tắt là CPAC, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo tuyên bố Tổng thống Trump đã xóa bỏ chính sách nuông chiều Trung Quốc trước đây, đồng thời muốn bảo đảm cho một thế kỷ tiếp theo sẽ không bị cai trị bởi một chế độ độc tài như là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Pompeo cũng cho biết Washington sẽ không cho phép Bắc Kinh trục lợi từ những hành động tổn hại đến người dân Hồng Kông. Qua trao đổi với Chủ tịch Liên minh bảo thủ là ông Matt Sklap tại CPAC, Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Trump đã từng nói với Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng Hoa Kỳ hoan nghênh và hy vọng một cuộc sống tốt đẹp, đạt được thành công đối với người dân Trung Quốc, nhưng không phải bằng cách để chính quyền Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ, của các công ty Hoa Kỳ và của nông dân Hoa Kỳ. Ông Pompeo cho hay, Tổng thống Trump nói rằng, chúng tôi sẽ không tiếp tục khoan nhượng với tình trạng này. Đảng Cộng sản Trung Quốc từ chối cung cấp quyền tự do cơ bản của chính người dân của họ. Điều này có tác động ngược dòng đối với tự do trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh, chúng tôi đã thay đổi từ chính sách đối thoại, nuông chiều sang chính sách như hiện giờ. Chúng tôi hy vọng tìm thấy khả năng để hợp tác với các bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thực sự tin tưởng, mà sẽ cần thẩm tra điều đó để đối phó với những thử thách mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt ra trong các hoạt động của khắp nơi của họ. Chúng tôi bảo đảm sẽ bảo vệ công dân Hoa Kỳ. Ông Pompeo cũng đặc biệt đề cập đến sự khác biệt trong hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và giá trị phổ biến của thế giới tự do. Ông cho hay, những người trong hệ thống Đảng Cộng sản có quan điểm bất đồng với cách mà thế giới nên vận hành. Hơn nữa, Tổng thống Trump cũng muốn chắc chắn rằng thế kỷ tới sẽ không bị cai trị dưới chế độ độc đài bắt nguồn từ Trung Quốc.